Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Waxing House. Mà trong cái video này thì mình sẽ không nói về vấn đề waxing nữa, mà mình sẽ đi cắt tóc trong ngày hôm nay. Thì cái tóc của mình đã nuôi khoảng cỡ 1 năm rưỡi rồi thì nó cũng khá là dài. Và mình có cái tìm hiểu là chương trình hiến tóc cho những bệnh nhân ung thư. Thì mình đã quyết định đi cắt tóc và hiến cho những bạn bệnh nhân ung thư. Thì mình cũng đang suy nghĩ là không biết nên để kiểu tóc như thế này hay là kiểu như thế này. Thì mọi người nhớ theo dõi hết cái video này nha, để xem cái sự thay đổi của mình sẽ như thế nào. Mình cũng thấy cảm thấy vui là khi mình được có một chút gì đó cho mọi người này, cũng như là mọi người có niềm vui hơn. Bởi vì ngày xưa thì mình cũng đã từng cạo tóc một lần để đi mổ trên đầu ấy, thì cái cảm giác đấy nó cũng không biết như thế nào. Nhưng mà mình giúp cho mọi người cảm thấy vui là mình cũng vui rồi. Với cả là tóc mà thì cũng nuôi cũng khá là nhanh. Với cả mình cũng muốn thay đổi cắt tóc ngắn lên đây xem như thế nào. Thì mọi người nhớ theo dõi hết cái video này của mình nha. Và đây mình đã có mặt tại salon 1990 để thực hiện mảng cắt tóc. Mọi người thấy vậy đấy chứ, nhưng mà nuôi tóc hơn 1 năm trời và chỉ còn cắt tóc trong vòng 30 giây thôi. Thì mọi người phải chờ xem cái khúc này mới được. Trời ơi, cắt xong một cái là đầu tiên cảm giác của mình đó chính là nó rất là nhẹ đầu luôn. Mình cả hơi tiếc này, cũng vui. Bởi vì mình đã nuôi cái tóc này khoảng cỡ hơn 1 năm rưỡi rồi, nó cũng khá là dài và nó rất khó khăn trong cái quá trình của mình sinh hoạt, đặc biệt là gội đầu ấy, nên là cảm giác nó hơi nặng. Khi mà mình cắt tóc xong, trời ơi, cái đầu của mình nó rất là nhẹ, kiểu như là cảm giác là bỏ được đi 2-3 ký ở trên đầu luôn ấy. Này thì anh nhân viên có tư vấn cho mình cái kiểu tóc để phù hợp với mặt mình, và mình đã quyết định là uốn phồng chân tóc với cả duỗi thẳng cái tóc ra cho nó tránh bị đơ ấy. Thì mình cũng có tìm hiểu cái chương trình này cũng khá là lâu rồi, từ hồi tháng 12 tới tận bây giờ mình mới thực hiện. Bởi vì hồi tháng 12 mình có tới salon một lần ấy, thì độ dài của tóc chưa được phù hợp lắm, nên là mình đã quyết định chờ thêm 2 tháng nữa để cho nó dài ra một chút thì mình có thể đi cắt tóc. Và đây là mình đang chuẩn bị uốn phồng chân tóc này. Thì ở đây mình thấy cũng có rất là nhiều bạn trẻ, cả nam lẫn nữ đều tới đây để hiến tóc luôn, tham gia chương trình cũng rất là ý nghĩa. Mọi người thấy cái anh nhân viên đây cũng rất là vui tính luôn. Mọi người đây cũng kỳ là nhiệt tình luôn ấy. Đây là cái lúc mà mình đang chuẩn bị chờ để tốt cho nó ngấm vô đầu này. À nhầm, ngấm vô tóc. Ở đây thì được cái là mọi người báo giá rất là chính xác luôn, và không có bị chèo cả giá những cái salon khác. Thường thì mọi người thấy là họ báo giá rất là thấp, nhưng mà tới nơi làm thì lại báo giá rất là cao, cảm giác là mình bị lừa vậy đấy. Nhưng mà thực ra ở đây thì cũng dịch vụ rất là ok, nhân viên cũng rất là nhiệt tình. Thì sau khi mình đã uốn phồng xong thì mình sẽ tới khâu để duỗi này. Lúc này thì anh này đang chuẩn bị làm thuốc để duỗi cho mình ấy, thì ở đây thì mình có thể biết được những cái loại thuốc mà mình đang sử dụng này, các cái dịch vụ mình làm như thế nào. Thì mọi người thấy ở phía sau không? Đây là một cái anh cũng đang tới để hiến tóc đấy. Cái anh này tóc cũng rất là dài nha, mà hiến cắt sát gốc luôn ấy. Và đây là cái mái tóc của mình cũng đã xong được gần 90% rồi. Mọi người thấy thế nào, ok không? Và sau khi mình làm xong rồi, chờ mình phải lao ra ngoài đường ăn ngay một tô phá lấu. Mình cũng rất là đói luôn rồi ấy. Thì vừa mới làm xong mình đã quay lại cho mọi người coi, mọi người thấy có ổn áp không? Ok không? Mọi người hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Đây là cái mái tóc của mình vừa mới làm xong. Thì mình mới làm xong từ hồi 5-6 giờ chiều tối ngày hôm qua, nhưng mà làm thời gian làm hơi lâu nên là mình khá là mệt, nên là mình chưa kịp quay video. Thì sáng nay mình đã quay lại. Thì mọi người có thể cái mái tóc của mình thấy như thế nào? Mình thấy thì không khác gì bạn meme này đâu. Tại vì da mình cũng hơi ngăm thì mình thấy nó giống thật. Nhưng mà không sao, thì mình thấy cũng khá là ổn rồi. Bởi vì mình đi hiến tóc mà mình bị cắt tới đây luôn ấy, nên là khi mà chỉnh sửa thì nó không có kiểu dáng nào phù hợp ấy, nên là mình sẽ cắt ngang và để dài một chút. Thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ để dài một chút ấy, tầm khoảng 1-2 tháng thì mình sẽ đi nhuộm phần gáy này này, thì nó có tạo điểm nhấn. Cũng chơi tóc này khoảng cứ 1-2 tháng thôi thì mình sẽ đi nhuộm tiếp. Thì mình thấy là cái dịch vụ ở đây cũng khá là ok. Mấy bạn cũng rất là thân thiện này, cũng hỏi nhiều thứ nữa. Nhưng mà tại vì mình không biết là sao, nhưng mà thấy làm thời gian lâu quá, từ 1 tiếng, từ 1 giờ tới tận 5 giờ mới xong thì cũng hơi lâu. Tại vì bình thường mình đi uốn tầm khoảng cỡ 2-3 tiếng là xong rồi. Nhưng mà cũng không sao, thì mình cũng thấy là ok.
Thì lúc đầu mình cũng nghĩ là tóc mái tóc này sẽ giống như mấy bạn bên Trung như thế này này, nhưng mà thực ra không phải nha, tại vì mình ít khi make up ấy, với cả nó cũng không phù hợp với mình cho lắm, với cả là tại vì do mình hiến tóc mà nên là phải cắt ngắn thôi, nên là cũng bình thường, cũng không có gì lắm, nhưng mà thôi kệ không sao, mình cũng có cố gắng chơi cái mái tóc này. Mình thấy là cái chương trình này cũng khá là ý nghĩa, nếu như bạn nào mà có mái tóc dài nè thì có thể tham khảo cái chương trình này nha. Every moment that you catch and save me.